Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của A Tuân TV. Đấy, hôm nay thì A Tuân lại tiếp tục cập nhật cái công trình xây nhà cấp 4 ở gần nhà A Tuân cho các bạn cảm nhận nha các bạn nha. Đấy, hôm nay thì thời tiết khác hẳn với ngày hôm qua. Đấy, hôm nay thì thời tiết thì rất là âm u. Đấy, trời thì mưa nha các bạn nhé. Đấy, các bác đang làm dở thì trời mưa. Đấy, vẫn cứ làm công việc bình thường. Đấy, tại vì bây giờ đang làm dở rồi. Mưa một chút thì các bác vẫn đang tiếp tục làm nhá các bạn nhé. Đấy, thấy vất vả không? Nắng thì nắng quá. À, mưa thì mưa quá. Ôi, lại mưa to rồi. Nghỉ thôi em ạ. Đấy, xây nhà bằng cái gạch ba banh nha các bạn nhé. Đấy, ở cái nhà này người ta cũng làm nhỏ thôi, không lớn lắm nên là xây bằng cái gạch ba banh. Đấy, máy thì đang quay ầm này các bạn này, trời thì đang mưa. Đấy, rén chưa. Đấy, chiều nay ở nhà thịt chó rồi các bạn ạ. À các bác ạ. Đấy, làm nốt buổi sáng này chiều thịt chó rồi. Kêu ông chủ đầu tư cho con chó. Đấy, thấy vất vả chưa. Đấy, bữa này các bạn này. Đấy, trời mưa này. Trời mưa này xây không sợ trôi đi à. Bác này đói, nó nhỏ nghe tiếng. Nó to. Đấy, trời mưa này trộn vữa là không cần cho nước, cho khô luôn. Đấy, anh em xem đây. Đấy. Đấy, nhất là các vợ đấy, xem đi. Những lúc thì sung sướng thì đấy, anh em đấy. Đấy. Những lúc thế này có ai nhìn thấy đâu đúng không? Đấy, thấy chưa? Công việc đấy. Đấy, sung sướng chưa các bạn ạ? Đấy. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Đấy. Các con, các cháu ơi. Đấy, trời mưa khá là to nha các bạn nhé. Bây giờ... Anh em vẫn làm. Đấy, A Tuân thì cố gắng ghi lại những cái hình ảnh này. Đấy, để cho mọi người đấy, biết cho cái công việc này. Đấy, vất vả như nào. Sấm chớp thì đang đùng đùng nha các bạn nha. Đấy, mưa quá mình cũng phải rút vào trong. Đấy, còn cái tường bên này thì đấy. Các bạn này, cũng đang xây này. Đấy. À, hôm qua thì bảo các bác cái lót cái ni lông lên để nó đỡ dính tường nhau thì các bác làm lên rồi. Nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Đấy, mưa khá là to. Đấy. Đấy, các vợ ở nhà đấy, thì nhìn thấy cái cảnh này thì thấy chưa? Đấy. Có sung sướng gì không? Đấy, mưa khá là to các bạn. Kiếm đồng tiền chưa bao giờ. Đấy. Làm thuê sướng như thế này. Đấy, sướng không? Làm thuê sướng không? Đấy. Đấy, mình cũng phải. Đấy, sấm chớp thì đùng đùng rồi. Anh không nói chưa mấy cái bạt lên.
Đấy, mưa khá là to này, các bác chắc nghỉ thôi. Tại vì mưa này xây nó trôi, không xây được. Đấy, ông nào bảo là làm nghề thợ xây sướng thì vào đây. Đấy, xây giữa trời mưa này. Đấy, xem đi. Các vợ, các mẹ ở nhà xem đi. Đấy, đấy. Biết đâu là đâu đâu. Cứ bảo thế này đi xa làm ăn này, chơi này chơi kia, đúng không anh? Cứ bảo xuống thành phố này là sướng, thế này thế kia. Đây các bác làm nốt mấy viên này chắc nghỉ ngơi một chút thôi. Thôi đi vào nhà nghỉ thôi anh ơi, mưa quá. Ui, mưa to quá rồi. Hôm nay Tuân phải vào thôi các bạn ạ, mưa to quá rồi. Đấy. Đấy, mưa khá là to nha các bạn nha. Mình, đấy, muốn gửi đến các bạn đấy. Đấy, những cái hình ảnh này rất là vất vả luôn, không đơn giản một tí nào. Nắng thì nắng quá, mưa thì mưa to quá. Từ sáng này các bác ra là nghỉ mấy lần mưa rồi, chạy mấy lần mưa rồi các bạn. Đấy, thôi đi vào trú mưa thôi anh ạ. Và mình gần như là trong nhà thôi các bạn. Mưa quá. Anh vào đây vào ngồi. Đấy, đi vào ngồi mà nghỉ thôi. Bao thuốc kìa, bao thuốc kìa, bao thuốc của ai? À đây. Đấy, các bác che tường lại để ra nghỉ đó. Mưa gió này thì xây cái gì? Đấy, mình chia sẻ một chút cho các bạn thấu hiểu hơn về cái công việc nghề nghiệp của các bác thợ xây nha. Đấy. Đấy, xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và thành công.